thưa quý vị, theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì có đến 70 đến 80% lượng rác trôi trên biển có nguồn gốc từ đất liền đổ ra. Đây cũng chính là nguồn gây ô nhiễm chính của nhiều vùng biển Việt Nam. Thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết thời gian gần đây, môi trường biển có nguy cơ nhiễm độc chất trong chất thải từ một số hoạt động trên đất liền, đặc biệt là các khu công nghiệp ven biển. Theo thống kê có từ 70% đến 80% lượng rác thải trên biển bắt nguồn từ đất liền do các nhà máy cũng như khu dân cư xả nước và chất thải rắn không qua xử lý ra các sông ở ven biển hoặc xả thẳng ra biển. Báo cáo môi trường quốc gia năm 2016 vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố cũng chỉ rõ, hàm lượng dầu mỡ khoáng trong nước biển đang có xu hướng gia tăng, phổ biến ở khu vực cảng biển.